chào tất cả các em. Cô và các em lại gặp nhau ở môn tập đọc. Và bài học hôm nay là về sự sụp đổ của chế độ apartheid. Và qua như chúng ta đã biết qua bài ca về trái đất, các em đã được biết trên thế giới có rất nhiều dân tộc với nhiều màu da khác nhau, vàng trắng đen. Người có màu da nào cũng đáng quý, đáng yêu. Nhưng ở một số nước vẫn tồn tại nạn phân biệt chủng tộc, thái độ miệt thị đối với người da đen và da màu. Xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc để xây dựng một xã hội bình đẳng, bất á chính là góp phần tạo nên một thế giới không còn thù hận chiến tranh. Và sự sụp đổ của chế độ apartheid hôm nay sẽ cho các em biết những thông tin về cuộc đấu tranh anh dũng và bền bỉ chống chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen ở Nam Phi. Bài tập đạt này các em sẽ đạt với cái dạng là thông báo rõ ràng, rành mạch và tốc độ thì khá nhanh, nhán dạng ở những số liệu thông tin về chính sách đối xử bất công với người da đen ở Nam Phi. Bây giờ các em lắng nghe cô đạt bài tập đạt này qua một lần nhé. Sự sụp đổ của chế độ apartheid. Nam Phi là một nước nổi tiếng nhiều vàng, kim cương, nhưng cũng nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc. Chế độ phân biệt chủng tộc ở đây được toàn thế giới biết đến với tên gọi apartheid. Ở nước Na, người da trắng chỉ chiếm 1/5 dân số, nhưng lại nắm gần 9/10 đất trồng trọt, 3/4 tổng thu nhập và toàn bộ hầm mỏ, xí nghiệp, ngân hàng. Ngược lại, người da đen phải làm những công việc nhẹ nhàng, bẩn thỉu, lương chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng. Họ phải sống, chữa bệnh, đi học ở những khu riêng và không được hưởng một chút tự do dân chủ nào. Bất bình với chế độ apartheid, người da đen đã đứng lên đòi bình đẳng. Cuộc đấu tranh dũng cảm và bền bỉ của họ được sự ủng hộ của những người yêu chuộng tự do và công lý trên toàn thế giới. Cuối cùng đã giành được thắng lợi. Ngày 17 tháng 6 năm 1991, chính quyền Nam Phi buộc phải hủy bỏ sát lệnh phân biệt chủng tộc. Ngày 27 tháng 4 năm 1994, cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc đầu tiên được tổ chức. Luật sư da đen Nelson Mandela, người từng bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ apartheid, được bầu làm tổng thống. Chế độ phân biệt chủng tộc xấu xa nhất hành tinh đã chấm dứt trước khi nhân loại bước vào thế kỷ 21, theo những mẩu chuyện lịch sử thế giới. Đây, các em được biết, đây là hình ảnh của vị luật sư da đen Nelson Mandela, là người đã bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ apartheid, và sau này ông được bầu làm tổng thống của Nam Phi. Và cô và các em cùng hiểu nghĩa một số từ ngữ sau nhé. Chế độ phân biệt chủng tộc là một chế độ đối xử bất công với người da đen nói riêng và người da màu nói chung. Về công lý có nghĩa là lẽ phải, phù hợp với đạo đức và lợi ích chung của xã hội. Sát lệnh là văn bản do người đứng đầu nhà nước ban hành, có giá trị như pháp luật. Tổng tuyển cử là cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc để bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất của một nước. Đa sắc tộc là nhiều chủng tộc. Giờ chúng ta đã sang phần tìm hiểu nghĩa của từ. Rồi bây giờ, để hiểu rõ nội dung của bài tập đạt này thì cô và các em cùng chuyển sang phần trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là: dưới chế độ apartheid thì người da đen bị đối xử như thế nào?
À, các em có thể đó là đạt thăm đoạn số 2 này. À, bài đạp đạt này thì chúng ta cũng biết là phân chia thành 3 phần này. Chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 là từ đầu trên tổ ở Bắc Tha, và đoạn 2 là ở nước này trên chủ là dân chủ nầu, và đoạn 3 là phần còn lại. Thì mỗi đoạn là xuống hòn và bác và tiếp tục đoạn tiếp theo là thuộc lùi vô và viết hoa. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi số 1 là dưới chế độ apartheid thì người da đen bị đối xử như thế nào, thì các em sẽ đặt thăm đoạn số 2 này và sẽ trả lời được câu hỏi. Giờ các em xem thử các câu trả lời của các em có giống như cô không nào. À, câu trả lời của cô là dưới chế độ apartheid thì người dân da đen bị đối xử đó là người da đen phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu và sẽ bị trả lương thấp và sống chữa bệnh và làm việc ở những khu riêng và không được hưởng một chút quyền tự do dân chủ nào. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo là người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? À, các em sẽ đặt thầm cái đoạn số 3 đây là sẽ tìm được câu trả lời. Đó là người dân, các em xem thử có các em có trả lời giống như cô không? Cái câu trả lời của cô đó là người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, là người dân Nam Phi đã đứng lên đòi lại cái bình đẳng và cuộc chiến tranh của họ cuối cùng đã giành được thắng lợi. Giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Theo em, vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ apartheid được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ? À, các em thử suy nghĩ xem thử là theo em thì vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ apartheid được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ, vì sao như vậy, vì cuộc chiến tranh là như thế nào, chính nghĩa hay là phi nghĩa như thế nào, các em suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho riêng mình nào. À, các em xem kiểm tra xem thử cái câu trả lời của các em có giống như câu trả lời của cô không nhé. Câu trả lời của cô là vì cuộc chiến tranh là được nhiều người cuộc đấu tranh chống chế độ apartheid được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ, vì những người yêu chuộng hòa bình và công lý không thể chấp nhận một chính sách phân biệt chủng tộc dã man và tàn bạo như chế độ apartheid. Vì chế độ apartheid là một chế độ phân biệt chủng tộc xấu nhất hành tinh, cần phải được xóa bỏ để tất cả mọi người thuộc mọi màu da đều được hưởng quyền bình đẳng như nhau. Vì mọi người sinh ra dù có da khác màu nhau đều là con người, không thể có màu da nào cô quý, màu da thấp hèn, không thể có dân tộc thống trị và dân tộc bị thống trị bị khinh miệt được. Nên cuộc đấu tranh này đã được rất là nhiều người dân trên đông đảo người mọi người trên thế giới ủng hộ. À, các em nha và cô cùng tìm hiểu xong câu hỏi số 4. Hãy giới thiệu về vị tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới. À, đây cô cũng giới thiệu cho các em thấy này. Đây, lúc nãy là cô cũng đã nói rồi, và đây là vị tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới. Ông có tên là Nelson Mandela. Vốn dĩ ông là một luật sư da đen và ông đã từng bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ apartheid, và sau này thì ông được bầu làm tổng thống. Như vậy là các em đã sang cái phần trả lời câu hỏi qua bài tập đọc. Tìm hiểu bài tập đọc này thì các em có thể rút ra được nội dung của câu hỏi này, của bài tập đọc này như thế nào. À, nội dung của bài tập đọc này đó là phản đối chế độ phân biệt chủng tộc và ca ngợi cuộc đấu tranh của người da đen ở Nam Phi. Đó là nội dung, đó là phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh của người dân da đen ở Nam Phi. Như vậy cô và các em đã thực hiện xong bài tập đọc này rồi.
Cô chúc các em học thật tập thật là tốt. Và các em xem video thì nhớ cho cô một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho cô với nhé. Cô chào tất cả các em.